Mỹ nhân sở hữu cặp mông đẹp nhất thế giới là ai? Đó là Kelly Brook, diễn viên người Anh. Mông to chuẩn đẹp thì làm nghề gì có tiền anh? Mông to chuẩn đẹp làm nghề gì có tiền á? Làm nghề gì cũng có tiền. Wow. Mông to thì có ích gì không anh? Phụ nữ mông to ấy thì có rất nhiều những lợi ích. Đầu tiên là sinh đẻ tốt này. Thứ hai là sinh con thông minh. Thứ ba là sống thọ. Thứ tư là ít mắc các bệnh về tim mạch. Và thứ năm là quan hệ rất là tốt nha. Anh thích mông to hay là mông lép? Anh đương nhiên là thích mông to rồi. Những phụ nữ mông to thì bao giờ cũng thế. Mặc quần áo đẹp hơn, body nóng bỏng hơn và tốt hơn. Vỗ tay. Anh ơi, em quen bạn trai vừa về nhà ra mắt. Em có để ý anh mắc bác gái trên bóng ba của em. Xong về em mới vô tình nghe câu không hậu con cái. Em muốn thay đổi nhanh để có cái trình khác thì có cách nào không anh? Các cụ ngày xưa thì thường là khi mà soi con dâu là cũng hay soi vòng ba lắm, để xem là cái cô này có phúc hậu không. Và trong cái việc mà sinh con đẻ cái nó có duy trì nòi giống có tốt không. Đấy, cho nên là mình cũng phải nên là, một là chúng ta có thể là tập luyện. Thứ hai là thôi tốt nhất là độn cho nó nhanh nhá. Phẫu thuật đơn mông để người yêu em sờ có biết không anh? Phẫu thuật nâng mông là chúng ta sẽ đặt cái túi mông ở dưới cái lớp cơ, cho nên là chúng ta vẫn còn một cái lớp mỡ đệm ở phía bên ngoài, cho nên là sờ cũng không biết được đâu em ạ. Đặc biệt là những dòng túi ở của Mỹ hiện đại như bây giờ thì nó rất là căng và mềm mịn, cho nên là sờ thì cũng khó biết lắm. Hai bên hai má ở giữa một khe là nước chưa ra thì đè dục mãi, đè nước ra rồi lại nín lặng nghe. Ui, sao nghe nó cứ bậy bậy. Ông nào trả lời tôi câu này với, cộng đồng mạng trả lời mình câu này nhá. Và ai muốn định giá bộ phận nào của người nổi tiếng nào thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhá. Và đừng quên cho mình một tim và một follow kênh Nguyễn Trọng Thành, định giá mọi loại thẩm mỹ.